hai xin chào các bạn có thể đâu đó ít nhất một lần trong đời bạn đã từng nghe nói đến nghìn lẻ một đêm mọi người cứ truyền tay nhau ngày này qua tháng nọ nhưng không ai biết đằng sau đó là gì và tại sao nó lại xuất hiện thì hôm nay tôi sẽ làm sáng tỏ điều đó câu chuyện này được bắt nguồn ở miền đông ả rập thời sansanit có một vị vua ba tư là saria vị vua này ngự trị trên một hòn đảo nằm giữa ấn độ và trung quốc là một vị vua nhưng vợ của ông chính là hoàng hậu lại đi ngoại tình nên nhà vua này đâm ra rất rét phụ nữ đó cũng chính là lúc mà đất nước của ông dần suy vong. Cứ mỗi ngày thì ông sẽ cưới một người con gái. Nhưng sau một đêm mặn nồng thì ông lại sai lính ra xử lý. Hành động tàn bạo của nhà vua này đã khiến cho dân chúng phải sống trong hoảng sợ, bất an và lần lượt thì họ đã bỏ trốn khỏi cái đất nước này. Chính vì thế mà Kinh Thành trở nên ngày càng yên ắng và cảm giác rất là thê lương. Trước tình huống này thì con gái của một ngài tể tướng tên là Sahurajais xin cha cho mình vào cung để thuyết phục nhà vua. Dù rất là đau lòng nhưng mà nhà tể tướng này vẫn chấp nhận lời đề nghị của con gái. Nàng Seharaze này vốn thông minh và mưu trí nên đã nhanh chóng tìm ra cách để thoát khỏi lời nguyền mà nhà vua đã đặt ra. Thay vì giống như những cô gái khác sẽ bị nhà vua ban chết sau đêm tân hôn thì nàng lại chọn cách là kể chuyện cho nhà vua nghe. Những câu chuyện được nàng sắp xếp một cách rất khéo léo để khi nào mà đúng khi mặt trời mọc thì cũng chính lúc đó câu chuyện sẽ trở nên hấp dẫn nhất nhưng nàng lại dừng câu chuyện ngay lúc đó và khiến cho nó lưng chừng và nhà vua rất muốn nghe được đoạn tiếp theo nên đã không ra lệnh xử lý nàng vào ngày hôm sau cứ thế suốt một nghìn lẻ một đêm có nghĩa là gần ba năm thì nàng sehraj này đã liên tục kể những câu chuyện từ tình yêu chiến tranh từ những câu chuyện của những nhà vua đến bọn ăn mày từ những xứ sở mà kim cương nhiều hơn cả sỏi đá từ các loài ngựa biết bay cho đến những chú chó biết nói và những câu chuyện này như sợi dây kéo hai người lợi gần nhau và cuối cùng thì nhà vua đã được cảm hóa bởi tình yêu của nàng seharajay và cuối cùng họ đã sống cùng nhau đến bạc đầu và có với nhau ba người con trai tóm lại thì nghìn lẻ một đêm là những câu chuyện lớn nhỏ à, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau sau một thời gian thì được người đời truyền miệng và mãi đến sau này thì mới được các nhà văn biên soạn thành sách nên là nếu như mọi người thấy câu chuyện này có ý nghĩa và thích nó thì hãy để lại cho mình một like và đăng ký Kênh để mình có thể ra thêm nhiều nội dung khác thú vị và hấp dẫn hơn nữa nhé